Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Tony. Thì sau hàng loạt những cái quét đầu tư min 1 đô thì có rất nhiều những ý kiến của các bạn. Đó chính là khi các bạn nói rằng là ok, đầu tư như thế này thì làm sao mà có lãi? Đó là những đối với những cái bạn kiểu chơi lâu ấy thì các bạn ấy có kinh nghiệm thì các bạn ấy sẽ nói vậy. Đúng, các bạn nói hoàn toàn đúng. Thêm nữa rằng là các bạn mới chơi ấy, thì lại bảo là thật sự là rất là khó khăn. Thì sau hàng loạt những web như vậy thì mình cũng đã ra những cái web gọi là cái thông tin mật. Thực ra cái web như kiểu dạng như thế này là mình đã có biết trước được thông tin là cái dự án này nó tốt thì mình đã hướng tới cho các bạn và mình đã bảo nó dự án tốt, mà thậm chí là nó đã chạy từ được khoảng độ có web cái web mà mình sắp giới thiệu đây thì chạy khoảng độ gần chục ngày rồi, và tương lai thì nó có thể chạy được khoảng 20 ngày đấy, trong khoảng khoảng tầm đấy 20 ngày mình cảm thấy là khá là an toàn nếu nó chạy ở tầm đấy. Thì ngày hôm nay mình sẽ đầu tư thêm vào cái web đấy để cho các bạn xem rằng là cách thức mà mình đang chơi. Thực ra là cách thức mình đang chơi việc đầu tư này, mình luôn luôn có lãi. Nhưng để làm clip cho các bạn, để mà quan trọng nhất là để làm clip cho các bạn thì mình không thể làm theo kiểu vậy được. Nếu làm theo kiểu vậy thì các bạn sẽ có cái nhìn nó chỉ là cái nhìn ở một chiều mà thôi. Nó không bao giờ có được cái nhìn gọi là đa chiều. Cái mà mình muốn làm đó chính là cái mà hướng dẫn cho các bạn, cái mà cho các bạn thấy cái sự trải nghiệm là khi đầu tư vào nó sẽ như thế này, như thế này, như thế kia, chứ không phải là lúc nào cũng giữ lấy những cái dự án mà nó ngon sau đó thì bắt đầu mới giới thiệu cho các bạn thì nó lại khác. Thế còn hàng loạt những dự án khác thì cái phương thức chơi của những dự án đấy thì nó sẽ phải chơi như thế nào thì mình lại chẳng lẽ mình lại không nói. Thì thực ra nếu nói về dự án ngon như kiểu này ấy, thì thực sự ấy, nó cũng sẽ có rất là ít, không phải là nhiều. Nhưng mà thêm nữa, dù gì nó cũng sẽ có rủi ro chứ không phải là không có rủi ro. Bản thân cái thông tin mà mình nhận được, mình cũng cần phải kiểm chứng cái thông tin đấy, chứ không phải là ai nói mình cũng tin được đâu. Đúng không? Ok, hôm nay mình thì cái web này mình đã giới thiệu cho các bạn rồi. Nhưng mà bây giờ mình sẽ tiếp tục giới thiệu, tiếp tục đầu tư thêm vào nó thôi và nói thêm về phần cơ bản để cho các bạn hiểu cho rõ. Nếu như mà các bạn là người chơi lâu thì các bạn, mình nghĩ rằng là các bạn có thể vào ở đây mình con số 10 đô là mức ok nhất, vì đối với các bạn chơi lâu 10 đô không thành một vấn đề. Thì các bạn nếu mà cảm thấy nghi ngờ thì có thể vào ở mức 10 đô để nó tạo sự an toàn. Còn nếu các bạn mà mới chơi thì có rất nhiều bạn mới chơi thì bảo là anh ơi em không có tiền để mà đầu tư, anh biết là cái web đấy ngon nhưng mà không có tiền để đầu tư. Thì link ở phần mô tả bên dưới là cái clip mình làm về hướng dẫn mua bán tiền ảo thì các bạn có thể tham khảo qua. Bạn có thể bỏ 50.000 tiền Việt thôi. 50.000 tiền Việt thì mình nghĩ là ở Hà Nội này thì một bát phở nếu như mình ra ăn ở chỗ VIP thì cũng phải 70-80.000 rồi, thì coi như là một bữa ăn thôi. Có thể là 50.000 còn chỉ là một bữa ăn sáng của một số bạn thôi thì cũng có thể nhịn một bữa ăn sáng. Còn một số bạn thì bảo là em ở vùng sâu vùng xa rồi thế này thế kia, thì ok thì chúng ta hãy cố gắng kiếm miễn phí tiếp đi. Nếu như bạn không muốn bỏ 50.000 thì chúng ta hãy cố gắng kiếm miễn phí, thì tương lai sẽ có rất nhiều những web như thế này, không phải là ít, không, mình sẽ làm tương đối là nhiều, nên ra các bạn cứ an tâm. Nhưng mà chẳng qua là chúng ta sẽ phải chờ đợi hơi lâu một chút, bởi vì những web dự án ngon thì thông thường vài tháng mới có một dự án chứ không phải là để mà có liên tục được đâu. Bởi vì các bạn hiểu là nhà thì cũng muốn xây thì cũng phải có thời gian chứ cũng không phải là đơn giản. Mà dự án thì cũng sẽ có rủi ro. Ví dụ như là dự án bây giờ nó đang cần tiền các bạn để các bạn đầu tư vào, hùn vốn vào để đầu tư, để mà cần cái số tiền đấy để nó đem đi làm một cái công việc nào đấy của nó xây nhà hoặc nó làm cái gì đấy. Đấy là việc của nó. Nói chung là nhiệm vụ của bạn là đầu tư. Thì có những dự án nó sẽ nói rõ, có những dự án nó sẽ không nói rõ, nhưng mà nó cần tiền của các bạn, nhưng mà trong cái trường nhưng mà nó vẫn sẽ bị chết cái dự án đó, chính là trong việc rủi ro là dự án đấy là nó lấy cầm tiền của các bạn đi, nó đầu tư không thành công thì nó sẽ không trả lãi được cho các bạn. Nhưng mà ở cái ban đầu mà nếu như mà nó vẫn thành công ở cái mức ban đầu thì những người nào mà đầu tư được ở mức ban đầu mà họ không theo tiếp ấy thì họ sẽ vẫn ăn lãi. Còn nếu mà người nào mà vẫn cứ theo tiếp cả cái quá trình dự án đấy mà chẳng may một ngày nào đó cái dự án đấy nó không thành công thì các bạn sẽ mất cái số tiền đấy. Thì giống như mình nhá, mình đã làm clip ví dụ rồi,
Nếu mình ngày hôm qua, ngày hôm kia mình đã đầu tư và mình đã thành công và mình đã rút ra tiền, ok, thế coi nếu nếu như mình chỉ dừng ở đoạn đấy thì coi như là mình đã là người thành công vì mình đã có tiền rồi. Còn nếu và bây giờ mình lại vẫn tiếp tục theo dự án đấy thì đương nhiên là mình vẫn tin tưởng nó, thì đương nhiên mình vẫn sẽ đạt rủi ro. Đâm ra các bạn dù có điều gì đi chăng nữa thì các bạn phải lưu ý rằng là cái gì cũng sẽ có rủi ro, ok, nhiều thì ăn nhiều. Bây giờ chúng ta hãy vào cùng nhau vào xem web nhé. Ok, nhắc các bạn lại một lần nữa, rủi ro là vẫn có. Nếu như bạn là người mới thì lên xem lại rất nhiều clip của mình, nhắc lại kỹ ở đấy, bởi vì cái này nó tuy là thao tác thì nó rất đơn giản thôi, nhưng mà chúng ta cần phải có kinh nghiệm. Ok, nếu như mà bạn là chưa đăng ký thì ấn vào đây để mà đăng ký tài khoản nhé, ấn vào đây đăng ký với các kiểu này. Đấy. Còn mình thì chỉ ấn vào đây thôi. Nhưng mà trước tiên mình sẽ cho các bạn xem qua về web trước. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây là plan. Đây đoạn này nói hơi cơ bản một chút. Về plan thì chúng ta sẽ có từ 1 đô đến 70 đô thì bạn sẽ có lãi suất là 10%, và cái loại bạn mà đầu tư cao hơn từ 500 đô đến 1.000 đô thì bạn sẽ có lãi suất 15%. Đây 18% đến 500%, đây 20%, đây đây đấy. 100 đô thì sẽ đạt min 100 đô. Ô. À nhưng mà cái này cho 20 ngày, đây 10 ngày và 5 ngày, đây là trên giờ thì cái này nó chạy theo giờ nhé. Chúng ta sẽ có 24 giờ hay 5 ngày này, đấy. Ok, thì hôm nay mình sẽ đầu tư 50 đô. Ví dụ 50 đô thì ngày mai mình sẽ nhận được 55 đô nhé. Thì là chạy nó hết vòng thì cứ chạy ở tầm này thôi. Project hoạt động được 8 ngày rồi. Tổng số 3.000 này, 36.000 đô la đầu tư, người thanh toán 17.000 rồi. Không có người Việt Nam lắm. Chứng chỉ các bạn có thể nhìn thấy chứng chỉ rồi địa chỉ của công ty. Đấy. Cái này thực ra ấy, về web ấy, thì nó giống như để mình login vào các bạn xem. Thì về web ấy, thì nó không có gì là đặc biệt cả, nó cũng giống hệt như là những cái web mà mình đã từng giới thiệu cho các bạn thôi. Nó cũng không có gì là quá đặc biệt đâu. Đây mình phải đăng nhập bằng con player của mình vào lại cho các bạn xem đã. Thì nó không có quá gì đặc biệt về cái giao diện đâu, nó không chẳng qua con này mình có thông tin là nó là cái dự án thôi. Đây, mình sẽ nhập. Và dự án này ấy, thì theo mình biết ấy, nó sẽ chạy khoảng độ bao lâu nhỉ? Trong trong vòng sẽ làm việc dài, nhưng mà chắc là chỉ trong vòng khoảng độ chắc là chỉ trong vòng khoảng độ hai bao nhiêu nhỉ? Hai tầm 20 ngày thôi, hoặc hoặc cũng nghĩ là tầm 20 ngày thôi. Nói chung là mình nghĩ nó chỉ chạy tầm 20 ngày, cũng không quá nhiều đâu. Ok. Ok, bây giờ thì mình sẽ lấy địa chỉ ví của mình. À, mình lấy địa chỉ ví làm gì? À, mình rút tiền trước cho các bạn xem. Ok, complete này, còn 22 phút nữa complete. Ok, mình sẽ có hai, mình sẽ rút tiền trước cho các bạn xem. Đây, ấn vào đây thì chúng ta rút tiền. Trước khi rút tiền thì các bạn cần phải đây mình rút ở chấm chính, mình nhận rút ở ấy cơ. Ok, bên mình feedback này. Đấy, thì kích vào cái phần đây các bạn có thể gửi feedback lên good đây pro đây. Đây bạn gửi cho mình, submit lại cho mình đấy. Ok, chúng ta quay lại capin này. Cái này mình có nên nói cơ bản không nhỉ? Cái phần tiếp nữa, phần là chúng ta có thể nhìn thấy đây là cái phần thông tin của bạn Binance, mình cũng không phải đồ Perfect Money nhá. Mình rút tiếp ở Perfect Bayer. Đây, Perfect Money thì mình rút rồi, 0.75 này. Đây, quy đó khoan. À, mình chưa chọn cái ví này, mình setting nhá. Đây là nó báo là khi các bạn chưa chọn ví, đúng rồi, mình quên mất mình chưa chọn ví Bayer đây. Biết vào đây. Ok, các bạn xếp lại vào đây cho mình. Đấy, thế là chọn có ví Bayer này. Bây giờ rút đi. Hôm nay mình sẽ đợt trước mình đã làm bằng Perfect Money rồi, các bạn có thể xem lại video sự trước. Link của web này mình sẽ để phần mô tả bên dưới để cho các bạn có thêm kinh nghiệm. Còn đây là mình đây làm hôm nay mình sẽ vào bằng Bayer. Ok, giờ nhìn này các bạn có thể giúp nhìn này.
Đấy, 0.74 này. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy đây. Và bây giờ mình sẽ đầu tư thêm vào đây. Rồi mình submit ở đây. Đây, bây giờ mình sẽ đầu tư thêm 50 đô vào đây cho các bạn nhìn. Đấy, mình sẽ chọn cái gói này. Đây, về đây. Đấy, rồi mình sẽ chọn cái plan này nhé. Đây, chọn Bayer đô la này. Đấy. Bạn có thể chọn bằng ruble mà thôi. Các bạn ở đây bạn để chọn Perfect Money, Bayer, Bitcoin, ETH, Litecoin, Dogecoin, tùy các bạn có cái nào thì vào đấy. Nhưng mà mình sẽ vào 50 đô này. Top up. Ok. Đấy. Confirm payment này. Chọn đô la này. Nhìn confirm này. Mình nói rồi, mình có thông tin, đâm ra mình sẵn sàng vào chơi. Các bạn có thể là chưa nhìn thấy mình vào 50 đô bao giờ, nhưng mà thực ra mình đã có vào nhiều ở những quét khác rồi, nhưng mà mình không show ra cho anh em thôi. Đây 50 đô tổng số này. Nhưng mà cái tài khoản này coi như là một tài khoản kiểu test cho các bạn xem, có thể là chơi cho bạn xem. Đâm ra những cái số tiền mà mình có trong tài khoản này mình sẵn sàng mất, là những số tiền sẵn sàng có thể là hy sinh rồi sẵn sàng mất luôn. Nên ra đây mình sẽ vào 50 đô, các bạn nhìn thì các bạn có thể nhìn thấy 50 đô mỗi. Nó có thể cho bạn rút tiền liên tục, có nghĩa là khi mà bạn chạy được 1, 2, 3, 4 thì bạn đều có thể rút được tiền. Nhưng mà về cá nhân mình thì cứ đến giờ mình đủ thì mình nao ra rút thôi, mình chả cần phải như vậy. Đấy, cứ đến giờ đủ cho chạy đủ vòng thì nao ra rút thôi. Các bạn có thể chơi như thế này. Ở thời điểm này thì lời khuyên của mình thì các bạn có thể vào khoảng độ 10 đô. Sau đó thì các bạn đã lãi được khoảng độ nha, bạn vào 10 đô thì bạn sẽ lãi trong vòng 24 giờ, bạn sẽ lãi được 1 đô. Sau khi lãi 1 đô xong thì các bạn rút hết tiền ra, xong mỗi lần các bạn chỉ quay vòng, các bạn chỉ cần vào 1 đô cho mình thôi, 1 đô cho mình thôi. Đấy là ở cái khung mà an toàn. Bởi vì nếu như bạn có mất thì chỉ là mất cái tiền lãi thôi. Còn được thì bạn được hết, còn như mất thì mất chỉ mất tiền lãi thôi và không mất cái gì cả, đúng không? Vì chúng ta đã lãi 1 đô la rồi. Thì khi bạn vào 10 đô thì sau 24 giờ bạn lãi 1 đô la rồi. Và cái web này thì cứ vào 1 đô 1 đô 1 thì các bạn chỉ được được tiền lãi thôi. Như thế là sẽ an toàn. Chơi như vậy thì nó sẽ an toàn, nhưng nó sẽ không được nhiều tiền. Thế thôi, còn chúng ta liều như mình này. Đây cứ liều như mình, ngày mà cứ vào khoảng độ 50 đô là có 5 đô chơi rồi. Đấy. Thế là khoảng độ 10 lần như vậy là mình đã có 50 đô rồi. Thế là, các bạn cứ hiểu hiểu rồi đấy. Nhưng mà liều là nó ăn nhiều thôi. Đấy, các bạn đầu tư, các bạn có thể đầu tư những cái khoản cao này cũng được, nhưng mà chắc là chả anh em nào đầu tư cũng khoản cao này đâu. Ok, thì các bạn cảm nghĩ sao về web thể comment ở phần mô tả bên dưới. Thì web này mọi thứ rút tiền nó đang rất là ok. Đấy, hoạt động dự án được khoảng độ 8 ngày như các bạn nhìn ý, tầm tầm đấy. Thì theo dự đoán của mình là tầm 20 ngày là sẽ không còn trả tiền được nữa. Thì cảm nghĩ của các bạn sao thể comment ở phần mô tả bên dưới. Đây là một dự án tốt tốt nhưng không phải là mãi mãi. Lưu ý là như vậy, không có gì là mãi mãi cả. Tình yêu không bao giờ là mãi mãi. Ok.